hoài vậy? Trời đất ơi, tụi nó vô comment khiếm nhã, tôi tổn thương sâu sắc luôn vậy đó. Trời ơi, mấy cái này bây giờ trên mạng xã hội là bình thường, người ta càng kém duyên mình với càng duyên dáng, hiểu không? Ừ. Nè, thí dụ nè, đọc comment nghe. Áo này mua về không mặc được không? Được cưng. Áo này mua về chứ tốn tiền, rồi giặt phơi mỗi ngày chứ tốn điện, tốn nước vậy đó chứ mặc chán lắm. Ủa, áo này giá làm sao mà nhìn gớm vậy? Giá làm sao hả? Giá như em đừng comment thì thấy em sang hơn nhiều. Livestream bán áo mà sao cầm áo không vậy? Ủa chứ không lẽ cầm đồ? Em có muốn cầm cái nết của em hôm mấy bảy cầm cho? Ờ mà quên, em làm gì có nết mà cầm? Chủ shop đã xấu còn khùng. Ờ ha, tôi khùng vậy? Tôi là ai? Và đây là đâu? Cái này cái gì vậy? Nút này nút gì? À tôi nhớ rồi, nút lóc. Lóc cưng luôn. Mấy bộ đồ Tết này mua về mặc đi chơi Noel được không? Được em. Tết này nhà em khỏi chân mai chân đào, khỏi treo bao lì xì luôn. Nhà em chưng cây thông đi, rồi treo trái châu lên. Vỗ tay, vỗ tay.